này là làm bằng da bò thật nha mọi người. Em sẽ test cho mọi người xem này. Cái này là làm bằng da bò thật nha mọi người. Rất là đẹp luôn, rất là sang trọng, rất là xịn cho mình nha chị em ơi. Đây. Đó, bình thường em bán một chiếc kéo như thế này là 350.000 đồng nha mọi người. Nhưng mà hôm nay tri ân cho khách hàng, khi mà mình mua hai bộ thì em tri ân giảm giá cho mình còn 390.000 đồng hai kéo, tặng cho mình hai chiếc bao da xịn sò, ok chưa ạ? Đây, em lại lên cho mình một siêu phẩm, một siêu phẩm mà các chị em nội trợ lẫn những người đàn ông đam mê nấu ăn cực kỳ là yêu thích luôn nha cả nhà ơi. Rồi khi mà mình mua và sử dụng sản phẩm, anh em vui lòng cắt hết da và thớt nha mọi người. Thật sự là không cần thiết nha mọi người ơi. Rồi đây, em xin giới thiệu cho mọi người một sản phẩm mới, kéo cắt thực phẩm cộng lực làm bằng thép USO chống rỉ của Nhật Bản, mang thương hiệu Kabushi nên nó sắc bén hơn kéo bình thường gấp hàng vạn lần nha bà con ơi. Rồi, nhắc đến cái thương hiệu Kabushi thì chắc hẳn ai cũng biết đến với cái chất lượng cũng như là cái độ bền của sản phẩm ha. Rồi, mà anh chị cứ nghe đến thương hiệu này thì lên ngay số điện thoại cho em nha, không chần chừ nha các anh chị, vì chất lượng quá ư là tốt rồi. Đó, khi mọi người mua sản phẩm kéo anh em sẽ bao gồm cho mọi người hai món, một chiếc kéo cắt thực phẩm như thế này và tặng ngay cho mình một chiếc bao da để bảo quản kéo nha mọi người ơi. Đây, chiếc bao da rất là đẹp luôn nha mọi người. Khi mà mọi người mua kéo là mọi người được tặng bao da. Cái bao da này mọi người, bình thường em bán trên thị trường là 150.000 đồng một chiếc, nhưng mà tại livestream hôm nay em tặng luôn cho mọi người. Khi mọi người mua sản phẩm kéo nha, tri ân tặng luôn cho mọi người. Cái này là làm bằng da bò thật nha mọi người. Em sẽ test cho mọi người xem nè. Cái này là làm bằng da bò thật nha mọi người. Rất là đẹp luôn, rất là sang trọng, rất là xịn cho mình nha chị em ơi. Đây. Đó, bình thường em bán một chiếc kéo như thế này là 350.000 đồng nha mọi người. Nhưng mà hôm nay tri ân cho khách hàng, khi mà mình mua hai bộ thì em tri ân giảm giá cho mình còn 390.000 đồng hai kéo, tặng cho mình hai chiếc bao da xịn sò, ok chưa ạ? Đó, tại vì sao mà em luôn giới thiệu mọi người mua hai chiếc ạ? Vì để bảo đảm an toàn thực phẩm mọi người ơi, thì mình nên sử dụng một kéo cắt đồ sống và một kéo cắt đồ chính cho em nha anh chị ơi. Lên ngay cho em số điện thoại nha, 390.000 đồng hai chiếc kéo tặng hai chiếc bao da bò thật nha mọi người. Quá hời cho mình luôn nha. Đó, khi mà mình nhận hàng nha mọi người, vui lòng mình kiểm tra đầy đủ hàng thì mình thanh toán giúp em, ok chưa ạ? Đó, thì mình nhớ kiểm tra cho em là cái tem chống hàng giả và cái mã vạch nha mọi người. Đây, đem chỉ mọi người. Khi mà mình nhận kéo đây, cái tem chống hàng, cái tem chống hàng giả và cái mã vạch để mình check nè. Mình check coi thử là mình có phải là mua chúng hàng giả, hàng kém chất lượng nha mọi người. Mọi người lưu ý nha. Đó, lên ngay số điện thoại cho em nha mọi người ơi. 390.000 đồng hai cái, tặng cho mình hai bao da bò thật. Rất là rẻ, rất là tiện lợi, rất là đẹp, rất là sang trọng cho cả nhà yêu luôn nha. Đó, thì trên bàn đây em đã chuẩn bị cho mình một cái số thực phẩm đem test thử cho mọi người xem nha. Này đó, em có như là thịt gà này, cá này, cua này, cua nha mọi người, ốc nữa nha mọi người. Rất là, em test thử cho mọi người xem về cái độ bén của dao nha. Đây ạ. Đây nha mọi người, đây là một miếng thịt gà nha, em test cho mọi người xem. Rất là nhẹ nhàng luôn nha cả nhà ơi, rất là nhẹ nhàng luôn nha. Đối với thịt cá này mọi người, cắt một phát là được luôn, nát hết xương cá luôn nha mọi người. Rất là ok cho em nha. Đó, rất là ok cho em nha cả nhà yêu ơi. Về cái xương gà này thì sao? Đây nha cả nhà yêu, trời ơi nó rất là bén cho em nha. Về con cua này thì sao mọi người? Không biết là có cắt được không ha. Đây nha cả nhà yêu ơi, rất là nhanh chóng cho mình nha. Em hướng dẫn mọi người cắt đứt ốc nha mọi người ơi. Đây em hướng dẫn cắt đứt ốc cho mọi người nha. Mọi người thấy ngay chỗ này nó có một cái hõm không mọi người? Đây nha, thì mọi người để ngay cái đít ốc là vào đây cho em. Cắt rất là dễ luôn, đó mọi người thấy không? Cắt rất là dễ luôn. Đó, đồ sống mà cắt dễ như thế này thì đồ chính nó không là gì hết các chị em ơi. Nó rất là tiện lợi cho mình luôn. Đó, đồ sống mà cắt con bén như vậy nè mọi người thì chắc chắn là đồ chính nó sẽ cắt dễ dàng hơn cho mình rất là nhiều nha. Cái này á mọi người, không những là mình cắt thịt nha, mà mình còn có thể cắt được là gân nè, khớp thịt nè. Đó, thịt gà, thịt ngan, thịt ngỗng, ba cua ghẹ gì em chơi tắt hết luôn nha mọi người. Lên ngay số điện thoại cho em nha, 390.000 đồng combo hai kéo tặng kèm hai bao da bò thật. Đó, một chiếc cắt đồ chính và một chiếc đồ sống cho em, ok cho em chưa ạ? Rồi, cắt cực kỳ nhẹ nha mọi người, không cần dùng lực nhiều. Vì sao ạ? Vì cái kiểu dáng tay cầm vô cùng chắc chắn, và phần này đứa nó được gấp cái lò xo ẩn á mọi người, nên chỉ cần mở nút an toàn thì kéo tự bật ra.
Đó, khi mà mình cắt nó rất là nhẹ vì nó đã có độ bặc sẵn rồi mọi người ơi, rất là dễ dàng luôn nha. Lên ngay cho em số điện thoại nha cả nhà yêu ơi, 450.000 đồng hai chiếc kéo, tặng cho mình hai chiếc bao da bò thật nha mọi người ơi.